sếp, lên xe lẹ đi. Đúng giờ quá ta. Em biết anh thông minh lắm mà. Ủa nhưng mà đi hậu cốc bằng xe xếp có nắng quá không? Đi xe này mới vui. Trời ơi, đi xe hộp á, em bị say xe. Ra tới ngoài em bị nhức đầu. Vui chơi gì được đâu. Lẹ lên đi sếp. À mà anh quên mang theo đồ đi biển rồi. Không sao, ra ngoài mình mua. Ok, lên đường. Yeah. Okay. Sếp xui thiệt. Mới sáng sớm bị một cái tát choáng váng mặt mày mà không biết chuyện gì cả. Đúng là xui thiệt. Sau đó còn bị ông già vũ cho một trận te tua nữa chứ. Xui thiệt. Mà ông già sếp ghê thật. Ghi chép cẩn thận tất cả những lỗi lầm của sếp. Đúng là ông già sếp độc nhất vô nhị, có 102. Chỉ cần tưởng tượng tới cái cảnh ông già sếp cầm cuốn sổ đọc từng chữ một là em nổi hết da gà lên rồi. Em mà có ông già như vậy chắc em chết mất. Mà tức thật, nếu không vì con nhỏ đó thì sáng nay đâu có bị vũ một trận te tua đến như vậy. Có thiệt là anh không biết con nhỏ đó là ai không đó? Anh thề luôn á, anh mà biết con nhỏ là ai á thì bị sóng thần ào vô cuốn đi liền. Sếp thề khôn quá. Sóng thần mà xuất hiện là chết cả đám chứ không phải mình sếp đâu. Khó tin quá. Con nhỏ đó không biết anh là ai, sao nó tới tận nhà và dám tát anh nữa chứ. Mà rồi còn có những cuốn sách cũ nữa nè, rồi phong bì tiền nữa chứ. Nghi quá. Nếu con nhỏ làm anh với ai khác thì sao? Ừ, thì Sài Gòn có 5 triệu dân, cứ cho là nó không có làm anh đi. Nhưng mà anh phải giải thích sao về những quyển sách, rồi phong bì tiền, rồi nó tới tận nhà anh, nó dám tát anh nữa chứ. Thì con nhỏ đó nó cũng đã khẳng định là nó không làm anh với ai rồi mà. Ừ, khó hiểu quá sếp ơi. Hay là con nhỏ đó bị điên, hay bị tự tử, thấy trai đẹp là nhào vô kiếm chuyện. Đúng rồi, con nhỏ đó bị tử, nhớ rồi, nhìn mặt rất là kỳ. Nhìn mặt nó biết ngay không phải là người bình thường rồi. Con nhỏ đó nhìn như thế nào? Nó mặc cái áo dài trắng, nhưng anh không thấy nó đeo phù hiệu trường nào hết, nên không chắc nó phải là học sinh không nữa. Ý em hỏi là con nhỏ nó có đẹp không kìa? Ờ thì mặt rất đẹp, dáng cũng ok, cao khoảng 1m66-67 vậy. Chỉ cần thay cái áo dài trắng rẻ tiền đi, mặc đồ hiệu vô là có thể thi hoa hậu được liền. Trời, trời, sao kêu trời? Một con nhỏ xinh như vậy mà bị tửng, tiếc quá chừng tiếc. Ừ, tiếc thật. Không hiểu sao mà nó đẹp lại bị tửng. 10 đứa đẹp nó 9 đứa tửng rồi. Ây da. Chết mày nè. Cho chừa cái tật nó xấu người đẹp. Chết mày chưa. Nói mà không nhìn trước nhìn sau. Thôi, bỏ cái dùng người đẹp tửng tửng qua bên đi. Đi tắm biển tiếp rồi kiếm hải sản ăn. Ừ. Ok. 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 Oh,
Alo. Ừ, em sửa soạn đi. Ừ, 15 phút nữa anh sẽ tới đón em, rồi chở em đi mua điện thoại di động luôn. Ừ, vậy thì em cứ hẹn thằng Duy với thằng Khánh ra quán cà phê luôn đi. Rồi mình mua xong điện thoại mình ghé liền. Ừ, vậy ha. Chị quê bà đi vô cái chỗ gặp nhỏ mặc đồ y chang mình. Lúc đó hả, bao nhiêu máu điên trong người em nổi lên hết. Chỉ muốn lao vô đập cho nhỏ đó một trận thôi. Em biết là xài thẻ ATM ghét nhất là điều gì không? Kiếm mấy ATM khó hả? Sai. Chịu thua. Anh ghét nhất là một ngày rút tối đa chỉ được 20 triệu thôi. Ờ ha, đã vậy mỗi lần rút được có 2 triệu à. Mất thời gian dễ sợ luôn á. Bởi vậy. Ủa, anh rút có 10 triệu sao đủ mua điện thoại đó? Cái đó tới mười mấy triệu lận, anh hứa rồi nha, loại khác rẻ hơn em chịu đâu. Yên tâm đi cưng, anh hứa loại nào là mua loại đó mà. Anh còn trong bóp mấy trăm đô nữa. Ờ. Đi. Ý, khoan. Ừ? Tài khoản của em trống trơn rồi. Trời ơi, số pin của anh đẹp ghê nha. Em bấm số tài khoản của em đi. 5 triệu nha. Ừ. Cảm ơn Honey nhiều nhiều. Anh có sao vậy? Xin lỗi nha. Xuân, mày làm đúng xe đã bắt gà lại cho tao. Gà của tao chả hết trơn rồi. Chết cha, trễ giờ rồi. Ba mà tới trước là mình tiêu luôn. Bắt gà lại cho tao. Bắt gà cho tao mau lên. Từ từ anh. Từ từ cái con khỉ á. Không từ từ gì hết á. Anh cứ bình tĩnh. Bình tĩnh con khỉ. Cứ tính tiền hết đi. Bao nhiêu con gà, mỗi con bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả hết. Mày tưởng mày già giàu mày ngon lắm hả? Không có đâu. Tao không cần tiền. Mày đi bắt gà cho tao mau lên. Nhưng mà gà chạy tới tung mà bắt hết hả? Phải bắt. Mày phải bắt gà cho tao. Trời ơi. Lẹ lên. Gà chết con rồi. Bắt gà lên. Bắt cho tao. Gà lên. Anh ơi, nếu như tôi đền gấp đôi thì sao? Không có gấp đôi gì hết trơn á. Vậy nếu tôi đền gấp ba thì sao? Đền gấp ba. Xe tao hư luôn rồi nè. Nè, nè, mày đền luôn. Không đi. Được, tôi đền cho anh luôn á. Bao nhiêu tiền?